chào quý vị và các bạn. Ngày mai 24 tháng 7, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đáp chuyến bay xuống Kenya với sứ mệnh tăng cường mối quan hệ hợp tác an ninh và kinh tế giữa hai nước. Trong khi chính quyền Kenya đang triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh cao nhất cho chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới quốc gia này, người dân lại chờ đón vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ với một cách khác. Ở Kenya, ông Obama không chỉ là một vị khách danh giá mà còn là một thương hiệu giúp người dân kiếm tiền. Anh Jose Owo, 30 tuổi, một tiểu thương buôn bán trên đường Achieng Oneko, thành phố Kisumu, hy vọng chuyến thăm Kenya của Tổng thống Mỹ Barack Obama lần này sẽ mang lại cho cửa hàng một khoản doanh thu đáng kể. Anh vừa đặt hàng 400 chiếc áo phông in hình người lãnh đạo Nhà Trắng đang mỉm cười. Tổng thống Obama là một thương hiệu. Từ những người buôn bán nhỏ lẻ cho đến các công ty lớn đều từng hưởng lợi từ chiến thắng lịch sử của Tổng thống Obama. Giờ đây, chúng tôi vẫn còn trông chờ vào điều tương tự trong chuyến thăm lần này của ông ấy. Trào lưu ăn theo tên tuổi Tổng thống Barack Obama tại Kenya đang tới hồi cao trào. Trong nhiều chiêu kinh doanh kỳ lạ, có thể kể đến việc sáng tác bài hát có tên là Obama trong ca từ. Đáng ngạc nhiên, đây là những bản nhạc được yêu thích nhất trên sóng radio. Thậm chí nhiều tờ nhật báo địa phương những ngày gần đây còn tận tình chỉ dẫn bạn đọc làm cách nào kiếm tiền từ chuyến thăm của ông Obama. Người đứng đầu Nhà Trắng của nước Mỹ lại có gốc gác từ một ngôi làng châu Phi nhỏ bé. Đó là niềm tự hào lớn của rất nhiều người dân Kenya. Họ háo hức chờ đón để gặp một người, không phải vì cương vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, mà là chào đón một người con xa quê về thăm lại quê hương mình. Còn với những người trong dòng họ Obama, Tổng thống Mỹ chỉ đơn giản là một người thân trong gia đình. Cuộc sống của những người dân ở làng Kogelo, nơi đại gia đình của Tổng thống Obama vẫn sinh sống, đang dần dần thay đổi. Người ta đặt tên ông cho ngôi trường sau chuyến thăm của ông về Kenya năm 2006, khi ông còn là thượng nghị sĩ. Bất cứ ai ở Kogelo cũng bày tỏ cảm ơn Tổng thống Obama cho những thay đổi tích cực gần đây. Kể từ chiến thắng lịch sử của ứng viên da màu năm 2008, người dân nơi đây đã được tiếp cận với nguồn điện lưới quốc gia, đường nhựa và nước máy. Thời điểm ông Obama đắc cử tổng thống cũng là lúc chúng tôi được đi trên các con đường nhựa và sử dụng nước máy. Một phòng phát triển tuổi thơ, hai lớp học, một văn phòng và một nhà căng tin đã được xây thêm. Với nhiều người dân Kenya, Tổng thống Obama là một niềm tự hào, là người mang lại nguồn lợi nhuận cho họ. Nhưng với một số khác, ông mãi là một người thân. Cha ruột của Tổng thống Obama, ông Barack Hussein Obama, sinh ra tại làng Kogelo, Kenya. Khi sang Mỹ học tập, ông đã gặp bà Ann Dunham, và cậu bé Obama là kết quả của tình yêu của họ. Cặp đôi đã sớm chia tay, và bà Dunham nuôi cậu con trai. Lần đầu tiên Obama về thăm quê nội là năm 1988, 6 năm sau khi cha ông qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi sẽ chào đón cháu nội của mình. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Tổng thống gọi tôi bằng chú. Tôi gọi Tổng thống với cái tên thân mật là Barry. Điều này không có nghĩa là tôi không xem Barry là một Tổng thống, mà chỉ đơn giản là mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu từ trước khi Barry đắc cử. Mặc dù Tổng thống Obama không định ghé thăm các thành viên đại gia đình mình, nhưng những người dân trong làng Kogelo vẫn háo hức chuẩn bị mọi thứ chào đón Tổng thống, bao gồm việc sửa sang phần mộ của tổ tiên. Còn một pháp sư ở Kenya khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama nhất định sẽ đến thăm quê nội ở miền Tây Kenya, dù lịch trình chính thức của ông chưa được công bố. Không chỉ người dân Kenya mới bận rộn trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, mà giới làm chính trị và các nhà hoạt động xã hội ở châu Phi cũng có những nỗi niềm riêng của mình. Nhiều chính trị gia Kenya đã đánh tiếng cảnh báo ông Obama không nên đề cập chủ đề quyền cho người đồng tính sau khi xuống máy bay. Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, chủ tịch hiện tại của Liên minh châu Phi, còn đá xoáy rằng ông sẽ tranh thủ cầu hôn Tổng thống Obama. Sự lo lắng này xuất phát từ chính những chuyến thăm châu Phi trước đây. Ông Obama luôn tranh thủ vận động các chính phủ các quốc gia châu Phi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ngày 26 tháng 6 vừa qua, Tòa án tối cao Mỹ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Phán quyết lịch sử này là sự thay đổi lớn nhất về quyền dân sự trong nửa thế kỷ tại Mỹ. Nhà Trắng cũng thay đổi logo trên trang web để bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Tòa án tối cao.
Tuy nhiên, thông tin này lại khiến nhiều người dân châu Phi hoang mang, bởi đây là điều còn cấm kỵ tại đây. Ông ấy nói người Mỹ cho phép đàn ông lấy nhau, nhưng chúng tôi không chấp nhận điều này. Khi ông Obama đến đây, chúng tôi sẽ biểu tình. Ông ấy là nhà lãnh đạo thế giới. Một khi ông ấy ủng hộ luật hôn nhân đồng giới, điều đó vô tình làm giới trẻ nghĩ đó là một cách sống và họ sẽ dễ dàng sa vào đó. Chúng tôi không chống lại ông Obama, nhưng chúng tôi chỉ muốn ông ấy hiểu chuyến thăm về cội nguồn lần này không thể thay đổi được đức tin của chúng tôi. Trước đó, các tổ chức của người lao động trong ngành công nghiệp tình dục Kenya thông báo họ sẽ tuần hành trong 2 ngày khi Tổng thống Mỹ thăm Kenya. Đảng Tự do Cộng hòa, lực lượng chính trị phát động cuộc biểu tình cho biết, những người tham gia cuộc biểu tình sẽ bao gồm cả nam giới và nữ giới. Họ sẽ khỏa thân để Obama thấy sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Chuyến công du lục địa đen từ ngày mai của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang được chờ đón với nhiều kỳ vọng hơn thế. Bởi đến thời điểm này, chính sách liên quan đến châu Phi của ông Obama vẫn còn khá mờ nhạt. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Phi lần đầu tiên được tổ chức ở Washington hồi tháng 8 năm ngoái được nhận xét là một nơi tán gẫu với những lời hứa suông. Vì thế, trong chuyến thăm châu Phi có lẽ là cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, người dân châu Phi nói chung đang đặt ra câu hỏi liệu ông Obama có gây dựng dấu ấn đặc biệt riêng cho quan hệ Mỹ-Châu Phi hay ít nhất cải thiện đáng kể quan hệ ấy. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng phiến quân Hồi giáo đã tiến hành thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công lớn nhằm kiểm soát thành phố trọng yếu phía bắc Aleppo của Syria. Các cuộc xung đột đẫm máu đã liên tiếp nổ ra giữa lực lượng nổi dậy và quân chính phủ, trong đó không thể không nhắc đến bom thùng, một loại vũ khí tự chế có tính sát thương cao nhưng độ chính xác lại rất thấp, được cho là vũ khí thường xuyên được quân chính phủ sử dụng. Bom thùng chính là thủ phạm gây ra cái chết cho hàng trăm dân thường Syria trong thời gian trở lại đây, khiến Liên Hợp Quốc phải lên tiếng bày tỏ quan ngại về loại vũ khí tự chế này. Theo thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền có trụ sở tại Anh, hôm 8 tháng 7, một quả bom thùng đã được thả xuống thành phố Aleppo của Syria, khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng, trong đó có 2 phụ nữ và 4 trẻ em. Theo một video được đăng lên mạng ít giờ sau đó, người ta có thể thấy ngổn ngang các đống đổ nát hậu quả từ các cuộc tấn công bằng bom thùng tại khu phố Cam Anbek nằm ở phía đông nam của thành phố Aleppo. Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng đào bới trong đống bê tông đổ nát để tìm kiếm những người còn sống sót. Nỗ lực cứu hộ kéo dài sang sáng ngày hôm sau khi các máy xúc được huy động để tham gia tìm kiếm nạn nhân và dọn dẹp bãi chiến trường. Nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ chưa đầy 50 km, thành phố Aleppo là một căn cứ quan trọng đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nếu để mất thành phố này vào tay quân nổi loạn, sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng đất nước bị chia cắt giữa khu vực phía đông do Damas kiểm soát với các khu vực còn lại của cả nước do phe nổi dậy kiểm soát. Đây không phải là lần đầu tiên quân chính phủ thả bom thùng xuống khu trường học, bệnh viện hay chợ ở Syria. Vụ thả bom ngày 30 tháng 5 là một trong những trường hợp gây thương vong nhiều nhất với 71 người thiệt mạng, trong đó bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Mặc dù chính phủ Syria liên tục phủ nhận việc sử dụng bom thùng, song tổ chức theo dõi nhân quyền buộc tội Damas thả bom thùng xuống hàng trăm địa điểm hồi năm ngoái, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bom thùng là loại bom dễ sản xuất, có chi phí thấp, độ chính xác kém. Đơn giản là thùng kim loại được nhét đầy chất nổ cùng mảnh kim loại, bi sắt hoặc hóa chất. Trực thăng sẽ chở bom thùng tới nơi cần tấn công rồi thả xuống. Do số lượng lớn chất nổ có thể được nén vào thùng, độ chính xác kém của bom và thường sử dụng bừa bãi ở các khu vực đông dân cư, nên các vụ nổ đã gây hậu quả tàn bạo. Chính vì vậy, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Syria đã lên án mạnh mẽ vụ ném bom này, đồng thời cho rằng chính những vụ tấn công bừa bãi kiểu như vậy là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều công dân Syria trở thành nạn nhân của mâu thuẫn tại quốc gia này. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề Syria, Staffan de Mistura, trong một cuộc họp báo diễn ra hôm qua 22 tháng 7, đã bày tỏ những quan ngại sâu sắc về tình hình dân thường thiệt mạng tại thị trấn Jabadani của Syria.
Trong một tuyên bố được đưa ra tối hôm qua, ông đã trích dẫn nguồn tin địa phương đáng tin cậy xác nhận rằng một số lượng lớn bom thùng đã được ném xuống khu vực thị trấn Zabadani. Lực lượng vũ trang nổi dậy có tên gọi Army of Conquest đã trả đũa đợt bom thùng của quân đội chính phủ bằng cách bắn tên lửa và súng cối hạng nặng vào hai ngôi làng gần thành phố Idlib là Anfona và Kefreya, nơi có rất nhiều dân thường vẫn còn chưa đi di tản được. Như vậy là trong cả hai trường hợp này, thì dân thường chính là những nạn nhân bị mắc kẹt giữa cuộc chiến. Việc sử dụng bom thùng sớm nhất được ghi nhận là ở Nam Sudan trong những năm 1990, nơi bom được tung ra từ những máy bay vận tải. Bom thùng cũng đã được sử dụng rộng rãi bởi các lực lượng không quân của chính quyền Syria trong cuộc nội chiến Syria và sau đó bởi các lực lượng Iraq trong các cuộc đụng độ tại Anbar đầu năm 2014. Các chuyên gia tin rằng bom thùng sẽ tiếp tục được sử dụng rộng rãi tại các cuộc nổi dậy và nội chiến ở các quốc gia không ổn định vì chúng có giá thành rẻ và có thể chế tạo rất dễ dàng. Những cuộc xung đột đẫm máu ở Syria đã và đang khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi tha hương. Thế nhưng ở nơi tị nạn, cuộc sống của họ cũng không hề bớt khốn khó đi chút nào. Họ phải đối mặt với cái đói, với đủ mọi thiếu thốn về các điều kiện sống cơ bản và đáng lo ngại hơn là cả những tổn thương về tâm lý do chiến tranh để lại. Đó là những vết thương khó lành nhất, đặc biệt là với những em bé tị nạn Syria. Un Ahmed mất chồng trong cuộc chiến ở Syria. Cô cùng các con chạy sang Jordan từ một năm trước. Ban đầu, họ tạm trú tại trại tị nạn Arak, nhưng sau đó cô phát hiện mình bị ung thư xương và không thể chịu được điều kiện sống khắc nghiệt tại đó. Phải sau đến 7 lần liên tục chuyển nơi ở, cuối cùng họ cũng đã thuê được một căn hộ dưới tầng hầm tại thủ đô Amman của Jordan. Nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, chương trình cắt giảm viện trợ lương thực thực phẩm của Liên Hợp Quốc mới đây đã khiến cả mấy mẹ con rơi vào tình trạng khủng hoảng. Thông thường Liên Hợp Quốc phát cho chúng tôi 100 dinar và tem phiếu thực phẩm mỗi tháng. Nhưng nếu họ không phát tem phiếu thực phẩm nữa, chỉ với 100 dinar, chỉ đủ để trả tiền thuê nhà. Vậy thì chúng tôi biết lấy gì mà mua thức ăn và nước uống. Trước đây họ cho chúng tôi tem phiếu trị giá 86 dinar, nhưng giờ đã giảm xuống chỉ còn khoảng 40 dinar thôi. Trong cuộc vật lộn mưu sinh hàng ngày, Ahmed không những phải lo lắng về sự an toàn cho các con của mình, mà cô còn lo lắng về cả những chấn thương về mặt tâm lý mà cuộc xung đột kéo dài suốt nhiều năm qua tại Syria, cộng với điều kiện sống vô cùng thiếu thốn, gây ra cho các con mình. Cậu con trai lớn nhất của cô hiện đang đi làm thêm để chia sẻ bớt gánh nặng gia đình giúp mẹ. Tuy nhiên, cậu bé mới 15 tuổi và điều kiện sống khắc nghiệt dường như là một thử thách quá sức với cậu. Sau một thời gian bị lừa đi bán cà phê, rau quả, bán báo và làm thêm một số việc khác, cậu bé bắt đầu có những biểu hiện về tâm thần nghiêm trọng như chứng tự kỷ và tính khí cục cằn hơn. Hồi còn ở Syria, nó được sống tự do hơn, cháu có phòng riêng của mình, còn ở đây, mọi thứ hoàn toàn khác và khó khăn hơn nhiều. Nó khiến tôi rất lo lắng, nhất là khi có các biểu hiện về thần kinh. Ở đây nó chẳng có bạn bè, chỉ biết đi làm thêm giúp mẹ, nhưng lại suốt ngày bị lừa. Điều đó khiến nó bị tổn thương và cảm thấy bị làm nhục. Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đến đây. Việc con trai có những dấu hiệu bệnh thần kinh càng khiến cho tình cảnh của mấy mẹ con thêm khốn khó. Cậu con trai thứ hai cũng đã bỏ học để đi tìm việc làm với mong muốn giúp mẹ và anh trai chữa bệnh. Ahmed cho biết cô không hề muốn phải chứng kiến những điều này và hy vọng một ngày nào đó con trai của mình sẽ khỏi bệnh và các con của cô sẽ lại được đến trường. Những đứa trẻ Syria như con của cô Ahmed, những đứa trẻ đang bị mắc kẹt cùng với cha mẹ mình giữa cuộc chiến khốc liệt này. Rồi đây tương lai của chúng sẽ đi về đâu, khi mà trong trí óc các em luôn là những nỗi ám ảnh, những lo sợ về chiến tranh, là cả sự thất học và nghèo đói. Câu hỏi này có lẽ khó có thể tìm được lời giải đáp, không chỉ với người dân Syria mà với cả cộng đồng quốc tế. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.